Thầy đã từng dạy cho quý Phật tử tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sở. Nhưng nghe nói thì ai cũng biết mình có bất động tâm thật, nhưng cái thời gian bất động quá ngắn, không dài được, không sống với nó được. Cho nên vì vậy mà nghe nói biết ham thích muốn được tâm bất động nhưng không sống được với tâm bất động. Cho nên thầy ước ao rằng một ngày nào đó tu viện Chân Như sẽ có 8 cái lớp học theo như Đức Phật đã dạy Bát Chánh Đạo, tức là 8 cái lớp học rõ ràng. Bắt đầu quý Phật tử phải vào cái lớp chánh kiến, rồi đến chánh tư duy, cho đến chánh định. Thì thầy tin chắc rằng cái số người chứng đạo của đạo Phật không phải ít. Bởi vì đạo Phật là đạo của con người, rất dễ dàng, không khó khăn. Nhưng tại vì chúng ta đã quen đi, đã trở thành một cái thói quen của thế gian, mà muốn bỏ ngay liền, tức khắc, mà không được truy luyện trong trường lớp, thì chúng ta rất khó bỏ. Cho nên ở đây thầy thấy cái trường lớp mà để hướng dẫn cho quý Phật tử vừa triển khai tri kiến giải thoát, vừa giúp cho Phật tử sống đúng cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự của mình, để hoàn toàn là mình thấy được con đường của đạo Phật không phải khó khăn. Cho nên thầy đã từng nhắc nhở, từng dạy để thấy rằng cái chân lý của đạo Phật, cái niết bàn của đạo Phật không phải đợi chúng ta tu tập theo đạo Phật chết rồi chúng ta mới nhập niết bàn, không phải. Ngay khi chúng ta còn sống, chúng ta vẫn ở trong niết bàn. Bởi vì mọi người đều có tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sở. Nhưng vì cuộc sống của chúng ta, của gia đình, của xã hội chi phối chúng ta, làm chúng ta bất an. Muốn cho được an là cả một vấn đề. Ví dụ như quý vị về tu viện Chân Như để xin thầy tu tập, mà khi thầy khép cho vào sống độc cư một mình, thì quý vị sẽ thấy rằng mình cũng rất khó khăn chứ không phải dễ. Vì ở trong thất một mình thì tâm niệm của mình lăng xăng nhớ cái này, nghĩ cái kia. Đó là cái thói quen của chúng ta đã từng quân tập nó. Cho nên muốn cho nó đừng lăng xăng nghĩ ngợi là cả một vấn đề tu tập chứ không phải. Nhưng vì không có trường lớp cho nên không có ai đứng ra để giảng dạy, để hướng dẫn cho chúng ta từng bước. Cho nên tới bây giờ chúng ta vẫn thấy mọi người chưa chứng đạt. Nếu có trường lớp mà từ khi thầy triển khai chánh pháp của Phật, thì hôm nay chúng ta không những có cả 100 người chứng đạo mà có cả 1000 người chứng đạo. Quý Phật tử thấy khi cái trường lớp mà dạy học chữ nghĩa, nếu chúng ta thấy con em của mình đưa vào trường lớp học, có thầy giáo dạy từ lớp 1 đến lớp đại học, thì chúng ta thấy từ cái chỗ không biết chữ, các con cháu, các em út của chúng ta sẽ đọc được chữ. Từ đó chúng vào đại học trở thành những người có kiến thức, học hiểu. Thì tu học theo Phật giáo cũng như vậy. Chúng ta chưa giải thoát, nhưng theo trường lớp đào tạo chúng ta sẽ được giải thoát. Tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên trường lớp để hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập rất cần thiết. Thầy ước mong sao ngày mai tu viện Chân Như sẽ có 8 cái lớp học. Thầy ước ao điều đó. Và thầy còn ước ao rằng tu viện Chân Như sẽ có khu an dưỡng để giúp cho những người già không người thân neo đơn được về đây, thầy nuôi dưỡng an ủi cho họ trong tuổi già.
và những trẻ em mới lớn lên được nuôi dưỡng trong môi trường đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, từng hành động sống hàng ngày để tạo cho chúng quen đi cái hành động tốt đẹp đó, làm cho xã hội của chúng ta ngày một tốt đẹp, mọi người sống có đạo đức, biết thương nhau và tha thứ cho nhau. Sự ước ao của thầy, tuy năm nay thầy đã 80 mấy tuổi rồi, nghĩ rằng thầy đã lớn hơn Phật, Phật có 80 tuổi, Phật nhập niết bàn, còn thầy hôm nay lớn hơn Phật mà thầy chưa nhập niết bàn là vì trách nhiệm của mình. Khi tu xong thầy đã quan sát, thầy thấy duyên chúng sanh khó độ lắm mấy con, nhưng mà thương mọi người, nếu bỏ ra đi nhập niết bàn thì ai là người mà thay thầy dạy cho Phật tử tu hành đấy. Thầy biết ở lại dạy chúng sanh tu hành là quá cực, quá khổ, gian khổ vô cùng, nhưng không nỡ bỏ mà đi. Hôm nay chính vì cái duyên mà gieo duyên Phật Pháp mà bây giờ quý Phật tử mới tập trung về đây đông đảo như thế này. Nếu mà thầy không gieo duyên, không khởi lòng yêu thương thì hôm nay không có người nào biết Phật Pháp đúng. Đối với thầy chẳng sợ bất cứ một cái điều gì, đúng là đúng, sai là sai. Bởi vì những cái gì sai trong Phật giáo thầy đều dạy chỉ rất rõ ràng để chấn chỉnh lại Phật giáo Việt Nam, Phật giáo của người Việt Nam chứ không phải Phật giáo của người Trung Quốc, mà từ lâu chúng ta đã ảnh hưởng Phật giáo của Trung Quốc, cho nên chúng ta tu chẳng tới đâu. Vì vậy hôm nay Phật giáo Việt Nam sẽ có nhiều người chứng đạo với niềm tin của thầy, với sự tha thiết tu hành của quý Phật tử. Thầy tin rằng ngày mai dân tộc Việt Nam sẽ tu hành làm chủ sanh già bệnh chết như Phật, không phải riêng mình thầy mà có nhiều người nữa. Như quý Phật tử thấy các thầy các cô đều là xuất gia tu hành như thế này mà bỏ hết cuộc đời của mình, bỏ gia đình, con cái của mình đi tu, mà cuối cùng mình được những gì? Nếu cái nhẩm lại cái lối mòn từ xưa đến giờ thì chắc chắn quý thầy sẽ không đạt được những gì. Và ngay bây giờ thì quý thầy chịu ảnh hưởng rất nặng. Nếu quý thầy không biết mà quý thầy nỗ lực tu theo cái kiểu kiến giải của quý thầy thì chẳng bao giờ quý thầy làm chủ sinh già bệnh chết. Muốn làm chủ sinh già bệnh chết thì quý thầy phải thưa hỏi rất kỹ, đừng phí cái thời gian trôi qua coi thường nó. Một ngày qua, một giờ qua, một phút qua là mất đi, không lấy lại được. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng thì dễ dàng lắm mấy con, tất bóng thời gian khó hỏi an, mất cái thời gian rồi lấy lại không được đâu. Nhưng hôm nay thầy nhắc lại cho quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử, các pháp trên thế gian này là vô thường, không có vật gì là thường hằng hết. Chúng ta đừng bám víu nó, buông xuống đi. Như thầy đã làm một cái bài kệ mà thầy đã nhắc, từ khi thầy chứng đạo bước ra khỏi cửa thất, thầy đã nhắc cái bài kệ đó: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi, có gì thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Hai chữ buông xuống thì nghe nói rất dễ, nhưng sao buông xuống quá khó.
Dạy quý Phật tử thấy tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, thế mà buông không được. Như hồi nãy thầy nói, muốn buông được điều này thì chúng ta phải đi vào 8 cái lớp học của đạo Phật thì chúng ta sẽ buông không khó. Chứ còn nói xuông như thầy bảo buông xuống thì nói thì được đó. Như bài kệ vừa rồi thì quá dễ rồi, nói thì được nhưng làm đâu phải chuyện dễ. Cho nên hôm nay thầy khi gặp thầy, đủ duyên gặp thầy. Thầy hiện giờ thì lớn tuổi rồi, thầy chỉ muốn sống một mình, ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự, chẳng bận chuyện đời. Nhưng vì thấy quý Phật tử có duyên với Phật Pháp, hướng về Phật Pháp, mà nếu bỏ thì rất tội. Cho nên thầy chọn lấy cái ngày hôm nay, chứ không phải chọn lấy cái ngày nay để quý Phật tử về chúc Tết thầy, không phải đâu. Mà chọn lấy cái ngày nay để qua cái phong tục cổ truyền của chúng ta trong ngày Tết, để rồi quý Phật tử được nghe thầy dạy, cố gắng giữ tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Vậy thì quý Phật tử nhớ Đức Phật dạy có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Vậy thì khi có chuyện gì làm cho quý Phật tử giận hờn, buồn phiền, lo lắng, đau khổ, thì hãy tắc ý ngay, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả đều là nhân quả. Không có buồn giận, không có lo lắng, không có sợ hãi, phải vui vẻ chấp nhận nhân quả, để vượt trên nhân quả. Còn lo lắng sợ hãi tức là bị nhân quả chi phối. Quý Phật tử nghe lời này, nếu khi một cái việc gì xảy đến cho mình mà quý Phật tử lo lắng, buồn phiền, đau khổ, giận hờn, thì đó quý vị bị nhân quả chi phối. Còn quý vị thản nhiên, vui vẻ, không buồn, không giận, không phiền, không lo, thì đó quý vị vượt trên nhân quả. Thôi ngay cả cái thân của quý vị khi đau bệnh, dù cái bệnh rất hiểm nghèo như bệnh ung thư, quý vị đừng sợ hãi, mà hãy tắc ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả bệnh tật không có sợ, nó sẽ đi ra khỏi thân này. Quý vị cần tắc ý, cần chỉ hướng tâm về điều đó, thì quý vị không có còn đi bác sĩ, không còn đi nhà thương, không còn chỗ nào hết. Chứ hở một chút thì quý vị đi nhà thương, đi bác sĩ, vừa tốn tiền mà vừa nằm trong bệnh viện, những người thân mình rất là nhọc nhằn, cực khổ, phải theo nuôi dưỡng. Còn trái lại, quý vị thấy bây giờ mình bệnh đau, mình không làm gì, cứ nằm chơi, đau nhức chẳng sợ, ta thấy thọ là vô thường. Hôm nay đau thì lát nữa không đau, ngày nay đau thì ngày mai sẽ không đau, có gì mà phải sợ hãi. Ai không đau, ai không bệnh, nhức mặt nhức, đau mặt đau, kệ nó. Mấy con cứ lầm lì như vậy, bệnh đau nào nó cũng tác động được thân tâm mấy con. Còn mấy con cứ sợ hãi là nó sẽ đến thăm mấy con hoài. Uống thuốc thì hết bệnh này sẽ có bệnh khác. Còn tác ý mà đuổi bệnh thì bệnh sẽ không còn bệnh tật đến nữa. Pháp Phật như thần dược quá hay. Tại sao chúng ta không áp dụng, không có tốn tiền? Chỉ có tự thắp đuốc lên mà đi, chỉ có ra công mà đem lại sự bình an cho bản thân mình. Phật làm chủ được sanh già bệnh chết, thầy làm chủ được sanh già bệnh chết đâu phải hoài ý thức. Thầy có thân cũng như mấy con có thân, nhưng thân thầy sao không bệnh? Tại vì có bệnh thì đuổi nó đi. Còn mấy con có bệnh mà không chịu đuổi thì nó làm sao nó đi? Mấy con có ý thức chứ đâu phải không ý thức. Ý thức cũng giống như thầy, thì mình phải tắc ý đó. Thọ là vô thường, cái bệnh nhức đầu này không được ở đây, đi đi.
tao cho mày nhứt đi, mày chết đi cho rồi. Cỡ như mấy con tuổi như thế này chết thì mấy con sẽ sanh làm đứa trẻ khác, không phải sướng sao? Nó còn khỏe hơn, già rồi lụm cụm, có sung sướng gì? Cậu cho nó chết được cái thân này, có phải không mấy con? Còn mấy con hở là chút sợ, già lụm cụm mà cũng còn sợ chết nữa. Thầy mong cho nó chết cho nó khỏe mà tại sao nó không chết? Phải không mấy con thấy không? Một người cầu cho nó chết mà nó không dám chết, còn người sợ chết nó chết. Không, mấy con cứ hỏi mấy người mà chết, họ có sợ chết không? Sợ chợ, sợ nó mới chết đó. Thầy bây giờ thầy muốn sống 100 tuổi, thầy không sợ chết, nó sống 100 tuổi. Chỉ có thầy muốn chết, thầy bảo tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống chết cho thầy. Thì cái thân thầy nằm xuống, nó nín thở, nó không thở nữa, nó chết. Các con thấy tại sao mấy con cũng có hơi thở, thầy cũng có hơi thở, mà thầy điều khiển được hơi thở, thầy chết sống, còn mấy con không làm được. Tại vì mấy con không sử dụng pháp ý. Các con có ý thức mà không chịu dùng nó, cho nên mấy con không có làm chủ. Thầy không có giấu mấy con một cái gì hết. Cái gì thầy cũng dạy mấy con đủ hết, nhưng mấy con lười biếng không chịu tác ý. Tâm niệm mấy con khởi ra muốn gì, dừng lại, dục là đau khổ. Nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn, không có ham muốn gì hết á. À, bây giờ con cái nó cho mình ăn cái gì đó, nó tụi bay cho tao ăn vậy, tao ăn sao được, già rồi là sao ăn được. Thì ăn không được thì ăn cơm với muối, còn ăn cơm không được thì nuốt không được thì lấy nước chế vô nuốt, cần gì phải đòi canh riêu cho cực khổ người khác. Mấy con thấy không? Như thầy bây giờ ai cho ăn gì thầy ăn cũng được hết, ăn sống chứ không phải ăn cầu ngon. Còn mấy con cầu ngon là mấy con khổ, nó mấy con chạy theo dục. Cho nên ở đây thầy mong rằng dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Đức Phật đã nói mà, cái chương lý mà khổ tập diệt đạo. Mà tập đế là cái gì? Là cái lòng ham muốn của mình. Lòng ham muốn là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Còn diệt là cái niết bàn, cái trạng thái tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự. Hằng ngày mấy con ở trong cái trạng thái giải thoát, tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự, không phải sung sướng rồi. Bây giờ nó có nghĩ nào hoặc có chuyện gì trái ý kịch lòng thì mấy con tắt ý, tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự. Thì nó trở về với sự bất động. Nhưng mấy con nhớ kỹ, không khéo mấy con cố gắng mà giữ tâm bất động để ức chế ý thức của mấy con thì mấy con sẽ lạc được. Đó là tu sai. Nó không dễ đâu mấy con. Cho nên khi mà muốn tu tập cái câu tác ý như vậy đó, thì mấy con phải tập, rồi mấy con mới trình bày những cái điều mấy con đã cảm nhận. Không khéo thì mấy con ức chế cái ý thức của mấy con bằng hơi thở, hít vô thở ra. Có người, nhiều người tu tập tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự mà sao tôi nghe tôi tức ngực quá. Tại vì ôm hơi thở chẳng tức ngực. Đó là cái sai của mấy con. Tại sao mà thầy dạy mấy con hơi thở? Bây giờ trong cái đặc tướng của mấy con nè, thầy nói tâm bất động thanh tạng là vô sự. Nhưng mấy con tắc ý vậy rồi, mấy con ngồi đây niệm này khởi tới niệm khác, khởi tới niệm khác khởi, nó không bất động được. À, buộc lòng thầy phải dạy mấy con nhiếp trong hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, năm hơi thở. Rồi tác ý một lần, chứ không phải được hít vô thở ra, cứ ôm chặt, cứ bám trong hơi thở đó mà không tác ý thì không được. Cái gì tu cũng phải có thầy chứ. Tu mà không có thầy, mấy con tu nó trật đường, nó gây ra những cái bệnh tật do cái sự tu tập ảnh hưởng đến cơ thể của mấy con. Cho nên hôm nay thật sự ra đời chẳng có gì đâu mấy con, các pháp đều vô thường. Không có pháp nào là của mình cả. Nếu không tu, mấy con bị cuốn trong cái dòng đời, rồi ăn, rồi con, rồi cái, rồi nhà, rồi cửa, rồi tiền bạc, công ăn việc làm, tất cả nó lôi mấy con vào trong góc độ. Trách nhiệm bổn phận của mấy con hiện bây giờ còn con nhỏ, phải nuôi cho lớn khôn, đúng 18 tuổi, cho nó có nghề, không ăn việc làm, hướng dẫn cho nó con đường tu tập, đừng để cho nó bị nhiễm ô đời. Chẳng hạn nào bây giờ lớn tuổi rồi, mấy con nghĩ rằng phải
cưới vợ gả chồng cho nó là xong bổn phận làm cha mẹ. Điều đó mấy con tạo thêm sự đau khổ cho con cái của mấy con. Các con thấy đầu tiên mấy con thấy một mình nó chưa chướng ngại lắm đâu. Nhưng mà có thêm người vợ thì có hai người phải có hai ý. Thì vợ chồng sẽ cãi qua cái lời. Đầu tiên thì nó còn tôn trọng nhau, nhưng sau đó nó lờn mặt rồi, nó không tôn trọng nữa, thì nó sẽ có tiếng này tiếng kia. Từ cái chỗ đó nó sẽ đau khổ. Và sinh con đẻ cái ra đâu phải chuyện dễ. Một đứa bé như thế này mà nuôi nó lớn khôn, mấy con biết bao nhiêu công lao chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Hôm nay chúng ta cũng trở thành những con người đầy đủ những trí tuệ lớn, chúng ta hiểu biết. Cho nên chúng ta dừng lại ngay liền, đừng bước thêm những dục lạc của thế gian, để tìm con đường giải thoát. Hạnh phúc gì mà dục lạc thế gian? Ăn miếng ngon chưa hẳn là hạnh phúc, có vợ có chồng chưa hẳn là hạnh phúc. Cái bóng hạnh phúc của các con nghĩ là cái sự đau khổ ở trong đó. Đời không có gì là không đau khổ. Cho nên biết được Phật Pháp, có duyên với Phật Pháp, mà tại sao chúng ta không ôm chánh pháp của Phật để được giải thoát? Đừng dễ vui. Như hồi nãy thầy nói, tất bóng thời gian một tất vàng. Tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi an. Đừng để thời gian trôi qua, nó mất đi rồi lấy lại không có được. Cho nên ngay từ bây giờ phải làm chủ sinh già bệnh chết thì chúng ta mới an tâm. Chứ chưa làm chủ sinh già bệnh chết thì chưa an tâm. Bệnh nó đau, nó đến đau, mấy con chưa làm chủ nó thì mấy con đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, chịu sao nổi. Chưa làm chủ chết, trước khi chết đâu phải nằm yên đó nó chết đâu. Nó lăn lộn, nó trăn trở, nó khổ sở vô cùng nó mới chết được. Cả một vấn đề. Cho nên sinh già bệnh chết là bốn sự đau khổ. Cho nên các con nhớ kỹ lời thầy dạy. Ngày hôm nay chúng ta chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này thì nhất định là ngày mai phải làm chủ. Mỗi người chúng ta đều có ý chí. Quyết định là do ý chí của chúng ta. Nam cũng như nữ, người nào cũng vậy, người nào cũng có ý chí kiên cường phải làm chủ bốn sự đau khổ mà chúng ta mang thân người, là chúng ta có bốn sự đau khổ đó. Cho nên ở đây phải nỗ lực thực hiện cho bằng được tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Cho nên hôm nay chúng ta muốn được yên ổn, muốn được giải thoát, không phải riêng mình. Cho nên thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Cho nên từ hành động chúng ta, vô tình chúng ta làm khổ người khác mà chúng ta không biết. Vô tình chúng ta nói làm người khác đau khổ. Cho nên chúng ta cẩn thận dè dặt thân khẩu ý của chúng ta. Ở đây quý thầy hãy cố gắng. Cố gắng. Chỉ có một điều duy nhất mà thầy nhắc nhở, đó là tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sở. Đạo Phật tu đâu có lâu, chỉ có 7 tháng giữ tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sở thì chúng ta sẽ thành tựu đạo giải thoát. Chúng ta tu hành, chúng ta đừng cầu mong thần thông, đừng cầu mong làm chủ sinh già bệnh chết gì cả. Chúng ta chỉ biết làm sao tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự để buông xả từng tâm niệm thế gian của chúng ta. Thì chừng tâm bất động suốt trong 7 ngày đêm là chúng ta chứng đạo. Đơn giản lắm, dễ dàng lắm, không khó khăn. Chỉ có người siêng năng, chỉ có người có ý chí dũng mãnh thì sẽ làm chủ được sự sống chết. Bây giờ mấy con hiểu chưa? Hiểu rồi thì nhớ tâm bất động, thanh tạng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, có một câu đó thôi. Nãy giờ thầy nói chắc mấy con thuộc lào hết rồi. Không có người nào là không thuộc. Câu ngắn gọn dễ quá mà.
Cái gì có khổ mấy con nhắc tầm bất động thanh tạng là kêu sự, không có khổ nha. Nhân quả, vui vẻ, không có buồn giận ai nữa hết. Thương yêu và tha thứ. Có thương yêu thì tha thứ dễ dàng. Chỉ biết thương chứ không biết ghét ai hết mấy con. Nhớ lời chưa? Người nào, bất cứ người nào, chứ đừng nói thấy cái chú này, thấy cái cô kia thấy ghét, cái mặt nó hất hất. Đừng có nghĩ vậy. Bản chất tánh tình của người ta như vậy thì mình đừng có nghĩ mình ghét. Tội nghiệp thương người ta chứ sao lại ghét. Nó thì mấy con cứ nhớ thương thôi, đừng có ghét. Nhớ lời thầy nói, chỉ có lòng thương yêu mới tha thứ. Mấy con thấy đạo đức của đạo Phật chỉ có lấy thương yêu, tâm từ bi mà, đâu có ghét ai đâu. Nếu mà ông Phật còn ghét chắc ông thành Phật đâu. Có phải không mấy con hiểu không? Cho nên bất cứ người xấu, người tốt, người hung, người dữ, người đó đánh đập mình cũng thương. Không ghét người nào, chửi mình cũng thương. Nhờ mà cái người đánh mình, chửi mình mà mình thương được á, là mình giải thoát. Mình thấy rõ ràng mà, tôi không ghét người này thì tôi giải thoát rồi. À, mấy con thấy dễ dàng để nhận diện ra được cái sự giải thoát của chính mình khi gặp những ác pháp. Thôi đến đây chấm dứt, để thầy đi về thầy nghỉ chứ, nói nhiều quá cũng khan tiếng. Phải không?